Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu số 3 để theo dõi những diễn biến chính của hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu tứ kết cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Đây là trận đấu giữa hai đội 43 FC và các thủ PSG FC thưa các bạn. Một của trận đấu thì 47C đội bóng đến từ Đắk Lắk sẽ bảo vệ một sân bên phía tay trái theo màn hình của quý vị. Trong khi đó thì các cầu thủ phía rê họ sẽ bảo vệ một sân bên phía tay phải theo màn hình của quý vị. Về mục đã bắt đầu rồi. Đây là pha lên bóng đầu tiên của phía rê, không được. Và đường xuất phát của hai đội ngày hôm nay với một đường rất mạnh thưa các bạn. Bên các cầu thủ 47C, đường xuất phát gồm có cầu thủ số 4 Quan Tâm, số 7 Minh Dương, số 8 Ngục Nam, số 21 đội trưởng Công Duy và thủ môn số 1 đó là Văn Khương. Trong khi đó thì đội xuất phát của các cầu thủ PSG gồm có cầu thủ số 15 đó là Hoàng Thịnh, số 10 Thanh Viên, số 8 Dương Dương, cầu thủ số 3 Anh Thành và thủ môn số 1 đó là Văn Khánh thưa các bạn. Ngày hôm nay thì đội trưởng Văn Đức đã không thể có mặt ở trong đội hình chính thức của PSG. Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì 47 FC đã giành thắng lợi 2-1 trước Grand Sport ở trận đấu 1-8. Trong khi đó thì các cầu thủ VG họ đã giành thắng lợi 3-0 thuyết phục trước Ngọc Trai. Và đây là trận đấu để xác định được tấm vé cuối cùng, tấm vé thứ tư lọt vào bán kết thưa các bạn. Vì nay chúng ta đã xác định được 3 đội bóng đã góp mặt ở trận đấu bán kết. MUFC Hồ Chí Minh sẽ gặp Dự định tích Bình Tân ở trận bán kết thứ nhất. Trong khi đó thì Vivren đã xuất sắc vượt qua các cầu thủ Ipac với tỷ số rất đậm là 6-2 thưa các bạn. Và đối thủ của họ sẽ là một trong hai đội ngày hôm nay. Ở trận đấu vừa kết thúc thì các cầu thủ Dự Tích Bình Tân đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Ca Tích, một đội bóng cũng rất mạnh với tỷ số là 7-2. Vào rồi. Bất ngờ đã xảy ra ở những phút đầu hiệp 1. Rồi là bàn thắng của Thanh Viên. Bàn thắng đến từ rất nhanh thưa các bạn. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu thì VG đã vươn lên. Ở 3 trận đấu trước của vòng đấu tứ kết thì đã có một cơn mưa bàn thắng thực sự diễn ra tại Sportlux, khi mà tỷ số các trận đấu của chúng ta là rất đậm thưa các bạn. Và ngày hôm nay với việc có được bàn thắng rất sớm do công của Thanh Viên thì chắc chắn trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và 47FC sẽ phải nỗ lực để tấn công. 47FC đây là một đội bóng tập trung, những anh em thuộc tỉnh Đắk Lắk thưa các bạn, đây là những anh em đồng hương và ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.
Và đây là đội bóng đã thành lập được cách đây 2 năm rồi. Trước đó thì Ferrari, đây là một đội bóng thành lập cách đây chỉ vài tháng mà thôi. Tuy chỉ vừa mới thành lập vài tháng mà thôi, tuy nhiên Ferrari, lối chơi của họ đã được kiểm chứng qua các trận đấu ở mùa giải năm nay. Khi mà ở tại bảng H, họ đã xuất sắc đoạt được 7 điểm, có được ngôi nhất bảng H thưa các bạn. Ở mùa giải năm nay thì Ferrari sở hữu một thủ môn chất lượng, đó là Văn Khánh. Đây là thủ môn xuất sắc nhất của FC Cup lần thứ nhất. Chính sự xuất sắc của Văn Khánh đã giúp cho các cầu thủ Ferrari chơi thăng hoa tại giải đấu năm nay. Thành viên của người khai kêu ơi, vẫn là thành viên không vào. Một pha đi bóng đầy nỗ lực của thành viên. Ferrari vẫn đang chơi với một lối chơi quen thuộc của mình, đó là lối chơi tấn công thứ ba. Một lối chơi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Ngọc Trai ở trong trận đấu 1-8 của Serra. Minh Dương, pha sút từ rất xa không vào. Vừa rồi bóng đã đập cột thứ ba. Đó là pha sút xa của đội trưởng Công Duy. Thi đấu ở vị trí Fiso, ở mùa giải năm nay thì những pha sút xa của Công Duy luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho các thủ môn và đã tạo ra một số bàn thắng ở mùa giải năm nay. Phản công cho Ferrari, đây là thành viên và đội bóng sẽ trưởng quanh không vào. Nếu như đồng đội hơn, có lẽ bàn thắng sẽ đến đối với các thủ Ferrari. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, vẫn là thành viên không vượt qua được quan tâm, sút không được. Đây sẽ là một pha tấn công. Anh Thành đã không vượt qua được Công Duy. Như vậy thủ môn Văn Khánh đã được đưa ra sân. Có lẽ Văn Khánh đang gặp phải một chấn thương thưa các bạn. Vừa rồi xíu chút nữa thì anh đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm rất căng của Công Duy. Và theo quan sát của chúng tôi thì chính pha sút xa vừa rồi của Công Duy đã khiến cho đôi tay của thủ môn Văn Khánh đang gặp phải chấn thương. Anh đã không thể tiếp tục thi đấu được rồi. Và đây chắc chắn là một tổn thất của các cầu thủ Ferrari. Tuy nhiên thủ môn Bắc Đơ Dị Tấn Tài cũng đã có một pha phản xạ kịp thời ở trong pha sút xa vừa rồi. Vẫn là những pha lên bóng tấn công của các cầu thủ 47C. Sau hơn gần một tháng thi đấu thì giải bóng đá FC Cup lần thứ 2 trên cúp Mubadala.vn đã đi được 2/3 chặng đường rồi thưa các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến các trận đấu hấp dẫn của giải đấu năm nay. Và đội nào góp mặt ở trận đấu bán kết đều rất xứng đáng cho những nỗ lực của các đội bóng của chúng ta. Và đây sẽ là một tấm vé cuối cùng để góp mặt ở vòng đấu bán kết. Vào thứ bảy tới đây thì các trận bán kết của CDB sẽ diễn ra. Và các trận bán kết của CDA sẽ diễn ra vào Chủ nhật. Pha sút từ xa của Quang Tâm. Ở Duy Dương, pha phối hợp 1-2 rất hay. Duy Dương không vượt qua được sự truy cản của Văn Nhật. V
Văn Dực. Tỷ số này vẫn đang là 1-0 thứ ba. Một pha xuất xa không được. Pha xuất xa của Zico. Như vậy Zico cũng đã được đưa sân. Sẽ có một pha đá góc dành cho 47FC. Đội bóng đến từ Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực để tấn công. Thế chủ động vẫn đang thuộc về 47FC. Zico vẫn là một pha xử lý kỹ thuật của Zico. Công Duy, Văn Dực. Công Duy, hàng phòng ngự của Phê Rê vẫn đang chơi tốt, không vào. Pha xúc rất căng. Vừa rồi là pha dứt điểm của Quang Tâm. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước thì Phê Rê đang lùi sâu để phòng ngự thưa các bạn. Một lối chơi quen thuộc của họ. Trong những trận đấu của mình thì họ, nếu như có được bàn thắng dẫn trước thì Phê Rê ngay lập tức họ sẽ lùi sâu để phòng ngự và chờ đợi những pha phản công. Vẫn là Vĩnh Luân. Phần là bóng của Zico. Để Lan Thành. Trận đấu vừa đang diễn ra quyết liệt thưa các bạn. Đồn của các thủ 47C đang được đẩy lên rất cao. Để Công Duy. Đã có một pha phạm lỗi của Hoàng Sinh. Đây sẽ là một cơ hội dành cho Công Duy. Lấy đà rất xa không được. Bóng vẫn trồng trừng cao thủ 47C. Vẫn là một hệ thống phòng ngự chắc chắn của Phê Rê. Và xử lý kết thúc mất bóng nguyên quá. Phản công nhanh cho các cầu thủ Phê Rê. Vẫn là một lối chơi chắc chắn và điềm tĩnh của Phê Rê thứ ba. Anh Thành. Đường truyền sửa lưng đồng đội của anh Thành. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay các thủ Phê Rê. Và đây sẽ là một cơ hội dành cho 47FC thưa các bạn. Tỷ số này vẫn đang là 1-0. Cơ hội vẫn còn dành cho các cầu thủ 47FC. Khi mà thời gian của trận đấu vẫn còn khá nhiều.
chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Đây sẽ là một cơ hội cho Mũ Bay C sút vào. Và phối hợp rất hay. Ngọc Nam chính là cầu thủ ghi bàn thứ ba. Tỷ số này đã được cung bình một đều. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn thứ ba. Và chắc chắn chúng ta sẽ chờ đợi những gì biết hấp dẫn khi mà hai đội đã trở về vạch xuất phát rồi. Tinh thần của Mũ Bay C sẽ dâng lên. Cơ hội sút không được, không vượt qua được hệ thống phòng ngự của Phê Rê. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn thứ ba. Ngọc Nam kể từ khi được đưa sân thì Ngọc Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và đã có được bàn thắng quan trọng. Đây là Công Duy sút và sút rất căng. Kê ơi không được, không vào, rất nguy hiểm thưa các bạn. Và dứt điểm của cầu thủ số 5 đó là Kim Trung. Kim Trung Ngọc Nam đã được đưa sân. Đây là Nico. Tinh thần của các cầu thủ Bóng FC đang được dâng lên rất cao thưa bạn. Chúng ta đang cảm nhận Bóng FC đang vươn lên. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn. Phản công không được. Bóng vẫn trong chân Nico. Bóng FC là người chơi tốt hơn trong những phút vừa qua. Sẽ có một phút gợi ý dành cho Bóng FC thứ ba. Trở lại với trận đấu hôm nay, đây là cơ hội cứu vào và lời biện rất nhanh của Nico. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn thứ ba. Câu trả lời của các thủ Phép Rê sẽ có một pha đá góc dành cho Phép Rê. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng trong những phút vừa qua. Tỷ số này vẫn đang là một đều. Đường xuất vào không được, phải công nhanh cho Bóng Bay C. Và để bóng tốc độ của Kim Trung sẽ có một pha đá phạt dành cho Phê Rê. Đây là một lối chơi quyết liệt của hai đội. Đây là Thanh Dương. Mọi người cay cười không được, không vượt qua được cầu thủ thứ hai của Bóng Bay C. Khá quyết liệt thưa bạn. Trận đấu vẫn tiếp tục, không vào và thúc rất căng của anh Thành. Vừa rồi anh Thành đã cướp bóng trong chân của Công Duy và tung ra một pha dứt điểm rất căng.
Đáng tiếc là không có bàn thắng cho các cầu thủ Fury. Tốc độ của thành viên ba đấu mục, cơ hội cho Fedre vào không, không vào, và pha công nhân của Fedre thủ bàn. Trận đấu đã diễn ra khá kịch tính và hấp dẫn trong những phút vừa qua. Đã có một pha phạm lỗi của Kim Trung. Đây sẽ là một cơ hội dành cho phía trên thứ ba. Pha sút thiếu chính xác của thành viên. Đây là Zico. Như vậy Kim Trung bên phía cầu thủ 47C đã được đưa ra sân. Và người vào thay đó là Minh Thành. Công Duy. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của bóng đá Phú Yên Nam. Trận đấu giữa hai đội 47C và FC ở vòng đấu tứ kết của Serie A. Và tỷ số này vẫn đang là 1-1 thưa các bạn. Đây là một trận đấu mà hai đội đang thi đấu khá cởi mở với những pha lên bóng tấn công liên tiếp dành cho cả hai đội. À, thành viên vẫn là thành viên. Thành viên là một cầu thủ có sức sự tỉ đề rất tốt bên phía Fedri. Và đây là một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng áo đen vào lúc này. Pha sút từ rất xa. Vừa rồi là pha sút xa của Hoàng Thịnh. Chúng ta sẽ đến với pha đá phạt góc này. Đại Loan Thân. Và đúng lúc này chúng ta đã nối tiếp gọi kết thúc hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay. Kết quả hiệp 1 thì hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Một hiệp đấu mà cả 47FC và VFG đã có những pha lên bóng tấn công đẹp mắt thưa các bạn. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi đi vào hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Thank you.
đâm nhúng lên. Nhưng mà đâu lấy sầu đúng chỗ này. Chơi đổ vào tập. Đổ vào này.